Để xử lý triệt để tình trạng SIM điện thoại không chính chủ, SIM rác, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra quy định các nhà mạng dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 9. Theo ghi nhận, các đại lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nghiêm chỉnh thực hiện quy định này. Nếu như trước đây mỗi đợt cửa hàng của anh Hùng, anh Dương nhập hàng trăm SIM điện thoại của các nhà mạng Viettel, Mobile Phone, Vinaphone về để bán, thì sau khi nhận được thông báo của các nhà mạng, cửa hàng không được ủy quyền kích hoạt SIM, yêu cầu dừng bán SIM, các cửa hàng đã chấp hành theo quy định và đang chờ hướng dẫn tiếp theo. Hiện tại bây giờ là cửa hàng đang dừng bán SIM rồi, vì tất cả các nhà mạng Viettel, Vina, Mobile đều khóa hồ sơ không đăng ký, không kích hoạt được. Hiện tại giờ là chưa có hướng giải quyết, chỉ biết là thống kê lại để nhà mạng nắm được thôi. Từ ngày 10 tháng 9 là các nhà mạng báo về là sẽ không được bán SIM, các cửa hàng sẽ không kích được SIM nữa. Thì khách hàng mua SIM mới sẽ giới thiệu xuống các nhà mạng. Theo thống kê, từ các nhà mạng, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 80% SIM điện thoại được phát hành qua kênh đại lý, 10% trực tiếp ở nhà mạng và 10% qua kênh chuỗi như các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn. Trước quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông siết chặt hoạt động bán SIM tại các đại lý ủy quyền, đại diện nhà mạng Mobile Phone Hưng Yên cho biết hiện tài khoản kích hoạt của các đại lý cửa hàng đã bị khóa. Sau khi nhận được cái văn bản từ cấp tổng ty liên quan đến việc dừng phát triển các SIM trên kênh gián tiếp, đặc biệt là trên kênh ủy quyền, thì Mobile Phone đã khẩn trương ra một cái văn bản gửi cho các đại lý ủy quyền tại địa bàn tỉnh Hưng Yên để thực hiện dừng kích hoạt SIM theo đúng quy định. Đi đôi với nó thì bên Mobile Phone chúng tôi đã thực hiện cắt toàn bộ quyền truy cập về hệ thống cũng như quyền thay đổi thông tin thuê bao đối với cả đại lý ủy quyền, hoàn toàn là đại lý không thể truy cập được hệ thống và không thể thực hiện được việc kích hoạt SIM. Khi đại lý cửa hàng ngừng bán SIM thì kênh bán trực tiếp của nhà mạng chính là các cửa hàng giao dịch. Khách hàng có thể đến các cửa hàng này kèm theo căn cước công dân để mua và đăng ký sử dụng SIM điện thoại.